JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Lân cận đến trải nghiệm thời tiết đến cao điều đấy ạ. Đó là xem mình bộ dàn karaoke chuyên nghiệp. Rồi bên em cung cấp rất là nhiều sản phẩm, từ trầm, từ loa, từ những thiết bị hỗ trợ dàn karaoke dành được hay, bên em bán rất là nhiều. Bác đi hẳn một ô tô trắng đến để xem đấy ạ. Đây là đi video này. Mazda DS9702 này, giúp tan noi MS20 này, là Party House này, rất là nhiều. Đây là những cái dòng xuất hiện mới JBL và sạc pin Vega B3 rất là nhiều. Vâng, các bác đang trải nghiệm cơ Martin 340. Rất đông. Đây là hai đoàn khách ạ. Vâng, cơ Martin 340 rất là khủng khiếp. Có những người em đang chuyển trợ giúp hay nhất. Vâng, JK Audio rất là hạnh diện được bác xin yêu mua những sản phẩm tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. Vâng, là BMW 2000C bãi China đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Time.
Vâng, bên em lại thử ra một cái tube JBL 560P cao cấp, dòng bass 30. Là 560P dòng cao cấp dùng cho gia đình, 330 mặt trước. Và anh đã chọn mình thuốc JBL dòng giảm khung P. Một lần nữa xin chào, cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng cho mình những cái sự lựa chọn đúng đắn nhất. Audio trầm về rất là nhiều sự lựa chọn cho từng bát khách hàng một, từng không gian, từng cái chất nhạc rất là phù hợp. Vâng, cuối cùng giúp JBL 560P về với bác khách ở Hưng Yên, rất là gần với Long Biên Hà Nội đấy ạ. Vâng, nhân viên bên em đang đóng hàng rất là cẩn thận cho anh chuyển ra xe. Vâng, cảm ơn bác khách đã tin tưởng.